bữa cơm đầu tiên của chị em mình. Lần đầu tiên luôn, cuộc đời chưa bao giờ chung hay là tập thể cái gì hết, cho nên chị đang hòa nhập. Nhưng mà chị nghĩ là vui, nhưng mà làm sao mà không khí vui vẻ, chị em có kỷ niệm thôi. Ok. Giờ ăn đến rồi, mời em đâu. Dạ. Đây là đồ ăn của chương trình, còn em là em đem chả cá lăng. Oh. Lòng với lại cá lăng. Cảm ơn em. Để cho cả nhà mình ăn. Có phải trả tiền không em? Chị này em đâu có tiền bạc vậy, em đâu có bán. Em phải rút kinh nghiệm từ đôi dép chị ạ. Không có, tình cảm mà, vui vẻ. Trời, cái này ngon. Chúng hấp dẫn ha. Dễ thương quá, nấu suốt tối hôm qua đấy. Dạ không, em đặt, em chỉ xách xuống đây thôi à. Ồ vậy hả? Dạ, cái này em mua của cửa hàng. Kệ em cứ nhận là em nấu đi, để bọn chị tôn vinh. Ồ, sợ gia đình em á, cái coi cái này cái cười sỉ nhục em. Ừ. Nhà em không nấu à? Dạ không. Mấy chị là ăn hành hết được phải không? Ừ, ăn được hết em ơi, thoải mái đi em ơi, bỏ hết vào. Chắc mình bỏ vào luôn. Chơi chị ăn bún không ạ? Hết nhá. Dạ, hết luôn. Chị nghĩ ở trong này là chắc chắn Vân là sẽ là nấu ăn giỏi nhất. Đúng rồi ạ. Mọi người, đây là bữa ăn đầu tiên của team chúng ta về với nhau. Nhưng tôi phải đòi quyền lợi cho nhóm mình. Rau không nhiều. Có tí rau nào hết đi. Thì đây chả rau. Chứ rau. Toàn thịt đây không này. Đây tặng bà. Mời cả nhà. Thiếu mất Bảo Anh nhở? Bảo Anh chưa lên tới. Kẹt thuyền. Nhưng mà Bảo Anh chắc là cũng đang hơi mệt, cho nên là để Bảo Anh nghỉ ngơi một tí. À thôi, em ơi, vòng diễn solo. Ngồi với bà từ sáng cho đến tối không biết bà giấu cây gậy ở đâu. Tự nhiên mà con bà đi lên sân khấu bà làm như là phích. Ủa đâu biết học kiểu gì không? Đi lên trên mạng search là học múa gậy. Và nó search ra mấy cái múa của Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không, đúng rồi. Anh thích đấy thì không? Nhưng mà mọi người có cảm giác là cái thử thách này á, nó khó nhất là ở chỗ là mình không được tổng duyệt. Lúc đầu Ngọc nghe Ngọc choáng nha. Nhưng mà hồi sau Ngọc thấy là rất là phe và kiểu giống như mình cảm thấy thích cái cảm giác đó. Sao chị nói là chị vô chương trình này chị phải thử nhảy mà chị lại chọn team 3? À như thế này nhá. Tất nhiên cái trạng phía trước mình sẽ còn rất là nhiều điều mình chưa biết này. Nhưng mà cái vòng công diễn đầu tiên thì khi chị thích cái bài đó là chị chọn bài đấy trong nhóm 3 thì là mình cứ vui thôi. Khi mà các đội trưởng bắt đầu chọn người thì chúng ta hãy tự hào mà tiến cử đi, coi như là xỏ số vậy đó. Giống như em trượt nhà chị Quyên thì em đã được về với chị Phương. Có nhiều điều cho mình. Cho mình. Rồi các em cười thoải mái đi. Được. Nên tôi tưởng đang cười. Rất cảm mình. Anh nói gì? Không sao, chị sẽ ngồi xem các em cười. Tại vì thực ra cuộc đời chị hơi bị ít nụ cười chứ. Mà thực ra các em cười cũng không sung sướng gì đâu. Chị nhắc này, các em cười nhiều là các em sẽ có nhiều nếp nhăn, chỉ vậy thôi à. Rồi, bình tĩnh lại nào, bình tĩnh. Tại sao mà những người mà khóc nhiều mà họ có khu vực mắt này đẹp đâu nhá em nhá. Là bởi vì nước muối đó, nó sẽ làm cho mình ướt cái khu vực này á, nó sẽ săn chắc. Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 21:15 trên kênh VTV3, 21:45 trên YouTube Giao Quan Show và ứng dụng Onlala, thứ bảy hàng tuần từ ngày 28 tháng 10, 2023.